nhân sâm cô đưa sinh trưởng nhờ bàn tay chăm sóc tinh tế đầy tâm huyết trong thời gian dài. Đồng hành cùng lịch sử 5.000 năm của Hàn Quốc, chịu trách nhiệm về sức khỏe của Bắc Tính. Giờ đây, nhân sâm cô đưa tiến thêm một bước vì sức khỏe của người dân thế giới. Từ xưa, trong các cuốn sách y học của ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, nhân sâm cô đưa đã được ngợi ca là ninh thảo, thần thảo, bất não thảo. Trong Thần Nông Bản Thảo Kinh, một bản thảo tự hàng đầu tại Hàn Quốc, ghi về 7 công dụng của nhân sâm và hết lời ca ngợi những công dụng đó. Trong Đông Y Bảo Giám, một cuốn sách lâm sàng về Đông Y được công nhận là di sản văn hóa thế giới, cũng giới thiệu về 736 đơn thuốc sử dụng nhân sâm, càng nâng cao tính ứng dụng của nhân sâm trong cuộc sống. Nhân sâm được công nhận là loại thuốc chữa bách bệnh, nên chỉ sinh trưởng ở trong môi trường nghiêm ngặt, nếu không sẽ không đạt được công dụng giống nhau. Nhân sâm sinh trưởng ở khu vực từ 36 đến 46 vĩ độ Bắc, nơi trồng thích hợp nhất là từ 36 đến 38 độ. Hàn Quốc thỏa mãn tất cả các điều kiện về địa lý, thêm vào đó là điều kiện thiên nhiên ưu đãi như sân thủy tươi đẹp, không khí trong lành, bốn mùa rõ rệt, lượng mưa vừa phải, đất chua nhẹ. Thời gian sinh trưởng trong năm dài hơn khoảng 2 tháng so với các nước khác, nuôi dưỡng giống nhân sâm cô đưa tự hào về chất lượng hàng đầu thế giới. Là giống nhân sâm được chăm sóc tỉ mỉ trong một thời gian dài, trên vùng thổ nhưỡng sạch, được khử trùng bởi ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, để cung cấp những sản phẩm hoàn hảo hơn, chúng tôi rửa sạch bụi bẩn nhỏ nhất bằng phương pháp rửa xoay tròn, kiểm tra tỉ mỉ thành phần thuốc, tuân thủ kiểm tra nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế. Từ xưa, nhân sâm được coi là loại dược liệu hàng đầu. Từ thời cổ đại cho tới nay, đã có rất nhiều nghiên cứu về công dụng của nhân sâm. Nhiều kết quả nghiên cứu công bố cho thấy, nhân sâm cô đưa có cấu tạo chặt chẽ, hương vị đặc trưng hơn sâm ở các nước khác, chứa nhiều thành phần chinsulocyte giúp tăng cường khả năng miễn dịch, phục hồi mệt mỏi, cải thiện tuần hoàn mạch máu, nhờ ức chế kết tụ tiểu cầu, tăng trí nhớ, giảm các triệu chứng mãn kinh ở phụ nữ. Ngoài thành phần chinsulocyte, nhân sâm còn chứa thành phần hoạt tính dược lý đa dạng, lonsabonin phong phú, hiệu quả ưu việt trong chống oxy hóa, ức chế não hóa. Trong nhiều nghiên cứu lâu năm, chứng minh rằng nhân sâm Hàn Quốc vượt trội về thành phần sapolin, palaxathion, palaxathrion, olean. Các thành phần này được phân bổ đều trong nhân sâm. Nhân sâm được chia thành phần đầu, thân và rễ, chứa hơn 30 loại chinsulocyte, phân bổ theo từng bộ phận, vị và công dụng có sự khác biệt tùy theo từng bộ phận. Phần đầu của nhân sâm có tác dụng giảm tiết axit gastric dạ dày, tăng tiết dịch nhầy, giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, tác dụng chống viêm, hiệu quả trong phòng và điều trị thấp khớp. Phần thân của nhân sâm giúp tăng trí nhớ, nâng cao khả năng tập trung, giúp ích trong phòng ngừa mất trí nhớ. Ngoài ra, thành phần acetic triglyceride giúp nâng cao tối đa khả năng miễn dịch, chống ung thư. Ngoài ra, nhân sâm cô đưa còn mang những công dụng dược lý đa dạng khác, không thể tìm thấy ở bất cứ các loại dược liệu nào, như hiệu quả ức chế phát bệnh ung thư, tăng cường khả năng miễn dịch, hiệu quả điều hòa đường huyết. Tùy theo cách gia công mà nhân sâm được chia thành sâm trắng, sâm thái cực, hồng sâm, sâm đen, nhiều nghiên cứu báo cáo chứng minh rằng sâm trắng có tác dụng cải thiện hội chứng chuyển hóa nhờ hiệu quả kháng viêm. Sâm thái cực tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, phục hồi mệt mỏi. Hồng sâm giúp cải thiện tuần hoàn mạch máu. Sâm đen có hiệu quả ưu việt trong phòng và chống ung thư. Với nhiều thành phần dinh dưỡng đa dạng, nhân sâm cô đưa được công nhận là dược liệu hàng đầu tại Trung Quốc, Việt Nam và các quốc gia khác. Tại Mỹ, nước mất cân bằng về dinh dưỡng nghiêm trọng. Nhân sâm được sử dụng như một loại thuốc dinh dưỡng, như thuốc bổ sung dinh dưỡng, sản phẩm ăn kiêng. Tại Nhật Bản, có nhiều sản phẩm đồ uống đa dạng. Sử dụng nước cốt nhân sâm cô đưa để phục hồi tinh lực, giảm nhẹ các triệu chứng thời kỳ mãn kinh. Tại Hàn Quốc, quê hương của nhân sâm cô đưa, có nhiều nhóm sản phẩm đa dạng khai thác công dụng của nhân sâm, như nước cốt nhân sâm với hương vị đặc trưng của nhân sâm, hồng sâm thái nát tiện dụng có thể sử dụng bất cứ lúc nào, nước hồng sâm cô đặc được sắc một cách tâm huyết, bột hồng sâm được xay từ sâm sấy khô nguyên củ, nước uống hồng sâm cho trẻ em có thể uống dễ dàng và nhiều sản phẩm chăm sóc da đa dạng. Là quê hương của nhân sâm cô đưa, chúng tôi đang nỗ lực để thế giới biết đến nhiều hơn nữa về tính ưu việt của nhân sâm cô đưa và phát triển tân dược.
nhân sâm cô đưa được công nhận giá trị thương hiệu hàng đầu, bảo vệ sức khỏe của chúng ta trong hàng nghìn năm. Dù năm tháng trôi qua, nhưng nhân sâm vẫn giữ nguyên giá trị cả về mặt lịch sử và khoa học. Giờ đây, nhân sâm cô đưa đang mơ ước về làn sóng sức khỏe Hanju vượt ra khỏi Hàn Quốc vì sức khỏe của người dân thế giới. Nhân sâm cô đưa cùng tạo lên một tương lai mới, một tương lai khỏe mạnh